Vâng, em Hồng xin chào tổng thể tất cả bác đã quay lại kênh xem video nha. Thì tiếp tục bọn em sẽ đi vào chi tiết những dòng loại bốt 1800C6 mà bên em vừa mới về. Đấy. Vâng, và ra thì em đã tháo nắp ra sẵn để quay cho các bác tổng cộng là 6 con ngày hôm qua em vừa cập bến nha bác nha. Đây các bác nha. Đấy. Toàn là những hàng tuyến rất là đẹp cho các bác. Đấy. Và em sẽ đánh dấu từng con cho các bác lựa chọn nha. Con này là con 1 này, 2, 3, tiếp theo thứ tự đó là 4, 5 và 6 nha. Để các bác dễ lựa chọn hơn. Đó. Vâng, và những sản phẩm này đều chạy điện 230V. Dòng này thì nó có công suất là 700W trên kênh 4Ω và 575W trên kênh 8Ω nha bác nha. Bốt là một cái thương hiệu nó đánh cấp rồi. Đấy, đánh cấp rồi nha bác nha. Hàng Mỹ thì các bác nó cái thương hiệu Bốt và thương hiệu JBL là những cái thương hiệu mà từ xa xưa đến giờ nha bác. Từ nên là cái chất lượng và cũng như là cái chất âm của những cái sản phẩm này thì có quảng cáo nhiều nha. Đấy, em sẽ quay rõ từng con một về cái ruột gan thôi nha bác nha. Về mặt thì nó rất là đẹp rồi. Con nào cũng như con nói thôi. Nó không khác gì chủ yếu về cái ruột gan riêng xình và cũng như là đẹp cho tất cả các bác để các bác xem. Đó. Thì ở đây thì nó sẽ gồm một cái bo công suất gồm 28 con sò, một tăng phô, 4 quả tụ lọc và một cái lọc nguồn. Đó. Lọc nguồn ở đây là toàn là lọc nguồn Mexico hết. Những cái dòng điện 230V thì nó chạy lọc nguồn Mexico, còn dòng điện mà 100V thì nó sẽ chạy lọc nguồn của Thái Lan nha bác nha. Đấy. Nói chung là lọc nguồn thì nó sẽ nhập bên nước thứ ba để nó lắp ráp. Đấy, nói chung là lắp ráp vào. Đây các bác, đây là cái con đầu tiên nha. Các bác nhìn này. Về cái độ chắc linh kiện cũng như là về cái độ hoàn thiện sản phẩm thì hãng Bốt phải gọi là cực kỳ là chỉnh chu luôn. Đấy, các bác nhìn này. Da nhựa của nó gọi là nó đi rất là đẹp luôn nha các bác nha. Và rất là gọn gàng. Linh kiện thiết bị thì các bác thấy nó xếp cực kỳ là thẩm mỹ nha các bác nha. Đấy. Nhìn vào cực kỳ chắc luôn, 28 con sò nha bác nha, sò thang. Đây, con đầu tiên nha bác, đây, ruột gan đây. Đó, đầu tiên, con thứ hai, đây nha bác nha. Rồi, con thứ ba. Nói chung là độ đẹp nó như nhau nên là em chỉ quay sơ qua cái ruột gan thôi nha bác nha. Đấy, chứ không cần phải phân tích con này khác con kia hay là con này nó đẹp hơn con kia chỗ nào chỗ kia, thì nói chung là nó như nhau hết nên là các bác lựa chọn con nào cũng vậy thôi. Đấy. Giá thì nó cũng một giá thôi. Đấy, con này từ con thứ ba nha bác nha, con chuyển qua con thứ tư này. Con này thì chạy sò Motorola nha bác, Motorola. Còn năm con lại đều chạy sò ép hết nha. Xin lỗi bác, cái con đầu tiên và con thứ tư là chạy một sò Motorola, cũng sò thang, và bốn con còn lại là chạy sò ép. Tụ các bác nhìn sang tròn luôn, rất là đẹp, lọc nguồn Mexico này. Cực kỳ là chắc nha bác nhé. Rồi con thứ năm.
Ok bác nhé, qua con thứ 6 này. Rồi ok, tổng quan 6 con bao 1.8 series 6 nha bác. Đó các bác nhìn đó. Là nó về cái độ đẹp nó là như nhau hết. Đấy. Đấy các bác nhìn đủ 6 con nha. Đấy, như nhau. Nên là về chất lượng và cũng như là cái độ mới của sản phẩm thì không có thể mà so sánh khác biệt được. Đấy. Giá cả thì nó cũng bằng giá nhau, giá là 16.300.000. Bên em bao cước và tặng kèm theo bộ da ba lăng. Dòng này thì các bác ghép lo bao, tất cả các dòng lo bao, những dòng lo Mỹ, châu Âu, đánh nghe tiếng cực kỳ là hay luôn bác. Dòng này tiếng sáng, bát gọn nha bác nhé, lực, đều ba giá chi tiết hết, đánh rất là hay. Phù hợp cho cả bác vừa nghe nhạc, vừa karaoke gia đình. Rồi ok các bác, thì mỗi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho Quốc Hùng qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình nha các bác nhé. Kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707 nhé. Các bác lựa chọn sản phẩm nào thì alo cho em 1, 2, 3, 4, 5 và 6 nha các bác nhé. Em xin hẹn gặp lại tất cả các bác video sau. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều nha.